Đây anh em ạ, đây trên ma vàng của mình đây, nó lại đậu trên tay mình rồi, nó đậu trên điện thoại luôn anh ạ. Này thì mình thả nó để nó chơi nhá anh em. Đây nó nghịch lắm anh em, quay cho anh em xem nhé. Đây mình bật đèn cho nó sáng đi. Đây em ạ. Đây thì nó để đậu trên tay mình này, nó nhốt rất là lâu rồi anh em ạ, nó chưa từng đi chơi, chưa từng thả nó đi chơi, thì bây giờ mình thả nó chơi ở đây nhé. Nó chỉ thích đậu trên tay mình thôi anh em ạ. Để cho nó đậu tay mình để anh em cùng xem nhé. Đây. Đây. Nó thấy trên gương anh em ạ. Đây. Nó để nó đậu tay mình nhé. Nó thấy trên. Đây đây đấy. Nó hót luôn anh em ạ. Nó thấy trên gương đấy. Đấy. Tối anh em ạ. Bây giờ là 17 giờ rồi. Thì hơi hơi tối anh em nhé. Bật đèn flash cho anh em xem. Đấy. Đậu trên kia rồi. Em bay về đây nhé. Nó để chưa anh em ạ? Ôi rồi nó lại đậu trên máy rồi. Em không thấy rồi anh em ạ. Mình cho nó ở đây nhé. Cho nó vô lăng này để anh em xem nhé. Nói chung là nó mình nuôi rất là lâu rồi anh em nhé, mình nuôi rất là lâu thì bây giờ nó cũng sợ mình rồi anh em, kiểu nó mình nhốt lâu rồi thì nó quen mình ấy anh em ạ. Mình chỉ sờ sờ nó là nó xù lông với mình em ạ. Đây. Xem nhé, để tay xem nó có bay về không. Đấy. Ôi dồi ôi, mày lại đậu trên tay anh rồi. Đi đâu nữa đây, cho mày xem nào, cho mày xem mày ở trên gương xem mày có ai không nhá. Đây đấy đấy. Đây gần gần tối rồi anh em chắc là không nhìn thấy rõ anh em ạ, anh em thông cảm nhé, bởi vì là bây giờ gần tối rồi anh em, trời gần tối rồi. Nó nghịch lắm anh em ạ. Đây đây đây. Nó nghịch lắm anh em. Quay cận cảnh cho anh em xem. Đậu đây này. Đấy. Thôi đừng nghịch nữa. Thôi đau. Đừng ngộ tay anh. Đau đấy. Thôi. Chạy chỗ này nha. Đây đây đây. Các bạn biết không, mình sợ nó bay đi ấy, thì mình phải thả trong cabin này thôi. Trong cabin xe ô tô này anh em nhé. Kiểu mình sợ nó bay đi ấy. À.
trong vây mình rồi. Đây. Gọi đây này. Rồi. Tắt cái điểm phát đi nhé. Quay để cho anh em xem luôn nhá anh em nhé, bởi vì là lâu mình không ra video rồi, mình sẽ vài video để anh em xem và cùng xem để anh em tham khảo và anh em cùng chiêm ngưỡng cái loài chim này cho nhá anh em nhé. Chim này thì có rất nhiều anh em bảo là lúc mình mới 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 bắt ở rừng về, với lại mình mới bắt bảy đấu về, thì mình làm như nào để cho nó thuần nó vào cáng ấy, nhanh ấy, thì mình bảo luôn cho anh em là một số bạn cũng rất là hỏi về đi cái điều này, thì mình nói luôn cho anh em biết là cái loại chim này thì mình chỉ cần bắt cả cầu với lại rễ này, mình băm nhỏ sau là mình trộn với cáng, sau mình cho vào cái máng cáng cho nó ăn dần dần, là sau lúc đầu thì nó chỉ ăn cái miếng mình băng cái con cá cấu với lại con dế, thì lúc đầu nó chỉ ăn thế thôi, nhưng mà dần dần nó quen dần có cái hạt 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 cắn nó dính vào cái miếng thịt cá cấu ấy, dế với lại con sâu các thứ, là nó dần dần nó biết ăn luôn rồi anh em nhé. Và từ tần tần từ 2 đến 3 ngày là nó vào cắn luôn rồi anh em ạ. Nhưng mà cái này theo cách của mình thôi nhé anh em, mình còn rất là nhiều cách để vào cắn. Anh em nếu mà biết cách nào thì anh em cứ làm theo cách đó của mình nhé. Còn mình thì mình chỉ biết làm cách này thôi. Nhưng mà rất là vào cắn rất là nhanh anh em ạ. Tầm 3 4 ngày là nó đã biết ăn cắn rồi, mình không cần phải lấy cầu cầu hay là con dế gì, lấy sâu gì vào nó cũng biết ăn luôn rồi anh em nhé. Mình chỉ cho hạt cắn vào là nó cũng biết ăn rồi. Đấy, mình chỉ chia sẻ vài điều như thế này để cho anh em biết và em cùng làm theo cách này như vậy. Nhưng mà anh em có cách nào vào cắn nhanh hơn với lại vào cắn theo cách của anh em hay là theo cách nào thì tùy anh em, nhưng mà theo cách của mình thì mình chỉ vào cắn theo cách này thôi, thì nó nói chung là nó rất là vào cắn rất là nhanh em ạ. Tầm khoảng 3 đến 4 ngày thôi là nó cũng vào cắn cứng rồi anh em nhé. Con này thì nói chung lúc đầu mình vào thì mình chỉ làm theo cách đó thôi, và có rất là nhiều con mà mình cũng vào theo cách của mình vừa vừa nói thôi anh em ạ, thì nó rất là nhanh. Và bây giờ mình chỉ chia sẻ những cách mà mình vào cắn như này để anh em tham khảo và anh em thử xem nó có ấy không nhé anh em nhé. Và bây giờ mình xin kết thúc tại đây, bởi vì là gần tối rồi nhé, gần tối thì mình chia sẻ như thế này cho anh em cùng tham khảo và cùng biết về anh em nhé. Và anh em xem là cách nào mà anh em thường thường làm ấy, thì em làm theo cách của mình nhé. Còn mình làm theo cách này để mình vào cắn nhanh cho cái con chim mắt vàng của mình đây. Đây, bây giờ tối rồi nó tìm chỗ ngủ rồi anh em ạ. Đây. Nó chỉ thi đậu trên đầu mình thôi. Đấy nha anh em nhé. Mình xin kết thúc tại đây em nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở trong video tiếp theo anh em nhé. Chào tất cả anh em.